Để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ngày 3 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có công văn khẩn yêu cầu các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố khẩn trương nghiêm túc thực hiện những nội dung sau. Thứ nhất, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc các sở ban ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện, Ủy ban Nhân dân các phường xã thị trấn khác đang cư trú trên địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc quận 12 thực hiện các nội dung theo chỉ thị số 16 và công văn số 1749 ngày 30 tháng 5 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Giao thủ trưởng đơn vị phân công giao việc và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được làm việc tại nhà. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện các công việc có tính chất quan trọng đặc thù không thể làm việc tại nhà, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế theo quy định và thủ trưởng các cơ quan đơn vị xem xét bố trí nơi lưu trú tạm thời, phù hợp ngoài địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc quận 12. Thứ hai, đối với các cơ quan đơn vị nhà nước có trụ sở trên địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc quận 12, bao gồm Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, Ủy ban Nhân dân các phường trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp và Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Lộc quận 12. Bố trí tối đa không quá 1/3 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan đơn vị làm việc tại trụ sở để giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, không bao gồm lực lượng phòng chống dịch bệnh COVID-19 được huy động. Đảm bảo thực hiện nghiêm việc khai báo y tế trên tờ khaiyte.vn khi ra vào địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc quận 12 theo quy định. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.